bề này nằm biên giới Việt Nam và Campuchia, là tổ ấm của một gia đình đông con. Và chị Hồng, 37 tuổi, sinh đến 7 đứa con, do để nhiều khiến canxi của chị bị suy giảm và đôi mắt mờ dần. Hôm nay mình gặp được người chồng, vợ thì liên tục khóc vì cuộc sống khó khăn, đến ngày sinh thì không có tiền. Tuy nhiên thì đối với người chồng, đây là một điều hết sức bình thường. Lỡ có bầu rồi chứ mình biết sao giờ. Chứ anh chứ giờ nói chung ở dưới người ta cũng lên rồi, tôi thì cũng ra cố gắng nuôi chứ tôi cũng không có buồn mà không có vui, cũng bình thường vậy. Đi mặn tối ngày gì vậy, nói chung vợ chồng phải cố gắng gích rồi, gắn gích thì lỡ rồi nó dính rồi chứ sao giờ mình thì cháu đã muốn lên rồi. Anh không cho tụi nhỏ đi học thì nó sẽ bà không vậy, mình năn nỉ nó kêu nó đi học đi, mà đi học trường này nè, rồi người ta đi học miễn phí đó, rồi sách vở đồ trường bọng gì người ta lo hết đó, mà nó không chịu mấy này không chịu đi học, mà năn nỉ cỡ nào năn nỉ nó không chịu đi học. Kính thưa các bạn, hiện tại thì Phong đang có mặt tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Và phía trước mọi người là một căn nhà nhỏ của gia đình chị Hồng. Chị Hồng thì chị mới có 30 mấy tuổi thôi, nhưng mà hiện giờ chị đến 7 người con. Và cái việc mà sinh con nhiều quá nó dẫn đến sức khỏe của chị bị suy kiệt. Mắt thì bị mù, cơ thể thì yếu nhất. Và thậm chí là những cái đứa nhỏ lớn lên cũng trong cảnh mù lòa, vì khi mà chị mang bầu á, luôn luôn trong cái tình trạng là thiếu chất dinh dưỡng, không đủ cơm gạo để ăn. Và hôm nay thì Phong đến thăm mấy đứa nhỏ vào buổi sáng và để chứng kiến được cái buổi ăn sáng của tụi nhỏ như thế nào nha. Hôm trước thì chị sinh cái đứa thứ bảy á là không có tiền để đi đẻ rồi, và lúc đó thì còn vài chục ngàn đồng thôi. Sau đó thì Phong đã tiếp sức một cái món quà nhỏ, và hôm nay thì bé cũng đã sinh được mấy tháng rồi. Và bây giờ thì Phong sẽ xuống căn nhà để gặp mấy đứa nhỏ cùng với chị Hồng. Nhà nghèo mà nuôi rất là nhiều chó nha. Không có cơm ăn nhưng mà chó thì nuôi rất nhiều. Ủa? Anh? Anh là chồng chị Hồng hả? Lần đầu tiên gặp nè. Bữa hổm có gặp anh lần ở ngoài không ạ? Lâu rồi. Vậy là anh là chồng. Dạ. Lâu lắm rồi. Rồi anh em mình vào nhà ha. Dạ, để anh xuống sửa cầu lên. Dạ. Cầu nghiêng rồi. Cầu đi xuống chết. Ừ chết chết. Nó ngã em à. Đi không quen á. Đứng rồi. Kỹ ta. Đi đâu mới về anh? Đi hôm qua đi đám giỗ trong nhà bà vợ trong lò thiêu. Như vậy là nước nó cạn cho nên là dẫn đến cái cầu nó sập xuống đúng không? Dạ. Rồi em đi vào được ha. Đi dịnh cây nè, bước từ 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 xuống đường. Khom. Con gái mở giúp cho chú cái cửa ơi. Mở cửa cho chú đi mở cửa em à. Rồi được rồi, chú bước qua được rồi. Mở cửa luôn đi, coi chú dễ đi thôi. Thôi khỏi đi, mấy con chó nó vô ạ. Đi lên bà. Khỏe anh? Dạ, khỏe. Đây là căn nhà của chị Hồng nè, với anh Xuyên đúng không? Xuyên, em nhớ tên chính xác là anh Xuyên. Hồi xưa là cách đây khoảng 2 năm trước ấy, thì lúc đó thì nhà mình là có 6 đứa. Mà hồi đó thì nhà nó muốn sập rồi. Rồi cô bác anh chị tiếp xây dựng lại cái nhà mới này. Nó là cái nhà nhưng mà nó là một cái bè trên sông. Trời ơi, chị mày đóng gì vậy? Hồi xưa là ai đặt tên cho bé Út này, mới sinh này? Em. Sao chị lấy cái tên bé là tên như vậy? Quỳnh Như. Vì sao lấy tên Quỳnh Như? Tại vì em lấy tên để tên nó Quỳnh Như, chứ em không biết đặt tên gì nữa. Quỳnh Như ơi, 2 tháng rồi nhưng mà cứng cáp ghê ha. Nó 14 tháng rồi, nó 4 tháng anh. Chào Mai nha. Chú Mai. Mai như là bây giờ bị cận luôn rồi. Ngồi xuống đây nói chuyện chú nè. Anh Xuyên, qua đây ngồi nói chuyện với em một xíu đi. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh nè. Hiện giờ là công việc của anh là làm công việc gì? Cũng đi gánh đồ, làm mướn cho người ta vậy. Đi mặn này, ai mướn gì mặn nấy mà. Dạ. Ai mướn gì mặn nấy. Rồi mỗi ngày mình thu nhập được bao nhiêu? Bữa nhầm khi được 200 mấy. Đó thì ai mướn mặn gì mặn mấy. Rồi bữa nay không có đồ, không có mặn. Dòm gì con?
Nếu như mà mỗi ngày mà mình cho hết tất cả mọi đứa ăn uống đầy đủ á, thì tốn bao nhiêu tiền chợ? Nói chung mình cũng ngày trăm mấy, 200 vậy đó, cũng như đủ cuộc sống của mình đó. Nói gì mà ngày nhiêu là hết nhiêu. Nó có hôm trước thì khi mà hai vợ chồng anh á vợ kế hoạch mang thai thêm bé thứ bảy nữa. Thì có người thì gợi ý là thôi để giùm đi, rồi người ta sẽ nhận bé nuôi, gửi cho mình 100 triệu. Hồi đó thì người ta đề nghị như vậy, tại sao anh từ chối? Không, trẻ con của mình thấy rồi là mình không có cho được. Không thiệt, em nói thiệt. Không mình vụ gì chứ, máu mủ của mình không cho, thà mình khổ nào khổ chứ mình không có cho. Từ nào giờ luôn, tôi thiệt, tôi cái bé này là tôi không đành lòng, tôi thiệt. Nhưng mà khi mà anh nghe tin là vợ mình mang bầu thêm một đứa nữa, cảm giác của anh vui hay là buồn? Cũng bình thường với anh, cũng buồn, vui buồn. Tại vì nói chung thì lỡ có bầu rồi chứ mình biết sao giờ. Chứ anh, cho giờ nói chung ở dưới người ta mới lên rồi, tôi thì cũng ra cố gắng nuôi chứ tôi cũng không có buồn mà không có vui, cũng bình thường vậy. Cũng cố gắng đi mặn vậy thôi rồi. Hồi xưa giai đoạn ông bà mình á thì để nhiều thì chẳng sao. Nhưng mà bây giờ sinh con nhiều thì lại khổ. Biết rồi, tôi biết. Vậy thì có khi nào anh có một cái ý định là để khoảng 1-2 đứa không? Bây giờ mình thấy cảnh mình để tới 7 đứa nó khổ quá. Có khi nào anh nghĩ điều đó không anh Xuyên? Không, tôi không nghĩ. Nói chung thì đi mặn tối ngày gì vậy? Nói chung vợ chồng phải cố gắng gít rồi. Gít thì lỡ rồi vậy, nó dính rồi chứ sao giờ mình thì cháu đã muốn lên rồi. Nhưng mà nhiều đứa quá thì là sao? Nó khiến cho gia đình kinh tế của mình Nó tù hẹp lên chút. Và không sao. Để cũng gắng đi mặn mà. Chị Hồng á thì đang bị biểu hiện đó là tụt canxi, giảm canxi. Rồi nó rút cả dinh dưỡng của chị, khiến cho cái mắt của chị yếu đi. Nguyên nhân được xác định là do sinh nở nhiều. Cho nên là anh nghĩ rằng là đẻ con nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe, kể cả những cái đứa trẻ. Anh thấy mấy đứa con anh bây giờ mắt nó mờ không? Có ba đứa giống mẹ. Là mấy đứa kia giờ không giống gì mấy. Mấy đứa nữa này thì không có dính. Có ba đứa, đứa này nhỏ đó. Còn nhỏ đâu tiêu nữa. Tối nó mừng anh, tới sáng luôn nó không ngủ mừng anh. Hồi tối em ghé em thăm hả? Dạ. Tiền anh cho đó, em kêu nhỏ con em gỡ cho người ta trả đỡ 6 triệu thiếu. Hỏi tiền lờ đóng ngán lắm, tại vì em nhín trả người ta đỡ 6 triệu thiếu 8 triệu. Còn mười mấy triệu của ông Dượng gửi thì không muốn ăn lờ, người ta ăn lờ. Bên đây 8 triệu, người ta ăn lờ, em thấy ngán lắm, cho em tối 6 triệu mấy không, nhín trả người ta 6 triệu rồi, đó đóng tiền lờ, chứ còn dư có mấy trăm ngàn à. Chứ bên này trả cho chị tập quá này ở đây hết hai mấy trăm ngàn nữa. Vậy là hôm qua em cho 6 triệu 8 thì đi trả nợ hết 6 triệu rồi. Dạ, cho nhỏ con ấy đi chạy xe bển trả, người ta đã đóng tiền lờ của nay rồi, tới tháng đóng tiền lờ em trả luôn rồi, tao giống con lờ luôn. Em mừng sáng đêm ngủ cũng được luôn rồi, mấy đứa con em cũng thức sáng đêm, mấy đứa nhỏ này thức sáng đêm luôn. Anh hỗ trợ cho em vậy là cũng rất là mừng, tại vì thì nợ nặng trả nợ đóng lờ hoài ngán mà. Tại lúc dịch bệnh đó, tiền hỏi. Em cũng thông tin anh cũng mới đi về thôi. Ngày hôm tối hôm qua em vừa mới tới Hồng Ngự thì em có gửi cho mấy đứa nhỏ cái số tiền đó là 6 triệu 8. Chị thì mang 6 triệu đi trả nợ rồi. Bây giờ còn 800 ngàn thôi. Bữa nay thiếu của chị Thí trên đây mấy trăm nữa. Mấy trăm? Còn thiếu của chị Thí 200 gửi với chị Thịt Heo. Chị Theo 100 gửi nữa. Em khóc rồi kìa. Mấy nè. Sáng giờ mấy đứa nhỏ ăn uống gì chưa? Chưa anh. Mai mới dậy hả? Nó thức sáng giờ, nó tối giờ nó có ngủ đâu. Nó xuống dèo qua nay nó có mừng, nó cũng thức tới sáng luôn, nó ngủ đâu. Mừng chú đâu có cho gì đâu mà mừng. Nó mừng tiền, cho tiền trả nợ anh ơi. Con gái, cho chú hỏi nè. Thường thường mẹ hay nấu cơm món gì cho con ăn? Ăn hộp vịt là nhiều quá anh ơi, hộp vịt.
học dịch giờ chục 38 ngàn, chị thấy gì này bán 38 ngàn, giờ xa chợ đâu gần chợ đâu. Cho chú hỏi Mai nè, con là chị hai, con làm ra tiền, con đi làm cho một cái quán ăn như vậy á, có khi nào con xin người ta đồ ăn thừa để mang về cho mấy đứa con, mấy đứa em con ăn không? Cỡ. Thường là con hay xin gì? Có cỡ đâu có xin gì đâu. Không xin hả? Cũng có xin nữa mà giờ không xin nữa. Tại giờ bán ế không ít có lắm. Ế thì người ta cũng bỏ mà. Cũng ít tấm anh rồi, không có nhiều. Nghe nè, tấm bán ít lại. Ừ, bán ít lại thì không có. Có mà lặng bán ra bán được thì có nhiều. Khi mà con đi bán như vậy con thấy là rất là nhiều đứa nhỏ nó bằng tuổi em con, nó được ăn đồ ăn ngon, còn trong khi mấy đứa em con thì ăn uống nó thiếu thốn. Rồi con có tuổi không? Cũng có. Từ đó đến giờ giai đoạn nào là gia đình con khổ nhất? Hồi đó giờ hồi lúc em ở ghe kia ha, ghe kia nè, ghe kia khổ cái nửa đêm á anh nó chạy, rồi giờ thì khiến nó gồng nó cạn đó, nó gồng là như là chết trong ghe phải không, nó vô rồi ngập gần tới giạt rồi, tại vì nó gồng nó dính nó lường lại đó. Rồi thức dậy thì hay tắt nước thì cái ghe nó khẩm mẹp rồi. Là mày trời khiến nó gồng cái ghe mày kia á, lúc mày ngự mày đó thì nó gồng thì nó đâu có lúc đâu rồi, hay nó lúc luôn sâu thì nó lúc chìm luôn chết hết luôn rồi. Nhà mày nó gồng tắt nước lẹ liền. Giai đoạn nào mà chị thấy là gia đình mình thiếu thốn đói kém nhất? Cách đây bao lâu? Lúc năm nay nữa có mười mấy năm anh. Lúc qua trong nhà đó, em lúc qua trong nhà rồi người ta đuổi rồi xuống ghe rồi người ta làm bà kè đó ở. Lúc ở cái ghe còn nhỏ xíu, lẫn ghe xíu rồi sao ngày mua rồi cái người ta mượn tiền ta mua được cái kia thời gian đó bị cây đâm chìm đó. Ghe kia tưởng nữa em nói ghe kia nó chảy rồi ước sao mua ghe đừng cho chảy nữa, nhờ mua cái ghe nó còn chảy cha hơn nữa. Chờ mua anh chờ sắm xét em lên mua anh. Em chỉ căng ngủ là không căng ngủ ngủ không được, có sao mua cái ghe người ta nói ghe không giọt, ai ngờ giọt tứ lung tung không có chỗ ngủ. Nhờ cái ghe này anh Bồ Hồ với Mạnh Hùng Quân với mấy anh mấy chị với mày Hùng Ngự với người ta giúp đỡ mà mới cắt được cái bè này. Cũng rất là mong ơn, chứ quá khổ. Vừa cái ghe này vừa rồi xong liền cái ghe kia là vừa chảy tới là bữa đó thôi là chết hết, chưa ở được cái ghe này nữa anh. Nó chảy rồi nhỏ này thức dậy nè, nói mẹ ơi cái ghe rồi nhà, nước lên tới trên rồi. Ghe của bà dì cho mượn ở đó, ghe đó nó cũng chảy nữa. Chảy rồi bữa không tắt nước rồi, bữa không cắt cái bè này chưa rồi nữa, chưa rồi là chưa được ở nữa. Đây mấy đứa nhỏ nè. Bây giờ là điểm danh hết đi. Mai rồi tiếp tục. Bia ba tên gì? Bây giờ tới thăm miết mà không nhớ tên được từng đứa. Này Bia ba đúng không? Nhớ nói chuyện đi nè. Con tên gì con gái? Xuống nói chuyện chú này. Đang độ tuổi lớn cho nên là mắc cỡ nè. Rồi tới anh Khánh đúng không? Bảo Khánh. Khánh nằm bên này. Xuống nói chuyện chú này, mấy đứa này kỳ thôi kì. Dậy ăn sáng nè Khánh ơi. Xuống Khánh. Còn bé nào nằm ở trước này? Con tên gì? Nói tên thôi. Tên là Duy. Duy. Sao mắc cỡ? Duy. Duy là tối nó ngủ ở trước này hả chị? Có đâu, nó ngủ với em, nó ra nó đây nè, nó nằm rồi đó. Nhà mình móc mấy cái giỏng? Ba cái. Dạ. Còn một bé nữa đâu mất rồi? Còn một đứa ở đâu? Con Duy đâu? Duy đang ngủ trong phòng nè. Đây là Tường Duy. Sao con gái? Nó bị bệnh với lại đậu bị dấn nữa đó anh. Ở trong này là tối là có đứa nó ngủ không? Mai. Mình Mai hả? Dạ. Nó chơi lập cái đó ngủ ngủ giống vậy đó. Sao con nằm con trốn trong này rồi? Ở đây nè, từ Tường Duy. Mấy gai bậy. Sao quơ tay lên mặt? Nó bị gai vậy nè. Mình nó gai cũng kiếm chuyện nè. Kiếm chuyện.
bà vợ cũng cũng qua nghe ngày qua là đây nói anh là đây bà cũng mừng nữa, nãy bà điện nữa bà vợ. Ổng bây giờ tâm thần vậy là vào vàng gan ổng sống mới lâm hơ ra nơi, tại vì đưa giấy đó là chỉ là bộ đồ lòng ổng rồi, chỉ còn sống lắc chị thôi chứ không có sống là lâu đâu. Có tiền thì bà dì bà nói có tiền thì chị bệnh vàng gan thì mới sống được lâu thôi. Ở đây mình gửi một ít tiền để cho anh đi mua cái thùng mì với ít trứng về cho tụi nhỏ ăn sáng. Dạ. Rồi, chắc lẽ nhờ Mai đi nấu đồ ăn cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Mai bắt nó cho đứa tô mì, cái trứng ăn đi. Luộc trứng luôn hay là đập trứng vô? Ăn mì không anh ơi. Ăn mì không mà hả? Ăn mì không, dịch để xiên cơm nó ăn cơm. Bình thường nấu cơm là ai nấu chị? Em nấu luôn à. Còn vô cái cạc giùm ba cái con. Có ai có điện đi mặn vậy con. Anh chị bây giờ chỉ có làm mướn thôi. Dạ, làm mướn không mà chứ không có mặn gì. Nè, vô cạc giùm ba cái. Anh là hồi xưa là quê gốc ở đâu anh? Em cũng ở Hồng Ngự này nè. Rồi ba mẹ hiện giờ? Ba mẹ hiện giờ ở Khóm Năm. Khóm Năm? Dạ. Cũng sống trên ghe luôn. Ở nhà. Ở đậu người ta. Cửa gì đâu. Bà cũng khổ nữa. Ở xe nhà ta. Với cặp mắt bà giờ bà mờ nữa. Yeah. Bà nay cũng 70 rồi. Mắt bà giờ mờ. Rồi lâu lâu cũng ghé, ví dụ không nhiều, ít nhiều cũng cho bà 50%, 100 gì đó mặn nhín đặng cho giúp tiếp bà, cho bà cũng khổ lắm. Yeah. Khi mà mọi người biết anh với chị Hồng á, có tới 7 đứa con thì có ai nói gì không? Không. Không ai nói gì chứ. Tại vì mọi người nói là ở cái thời buổi bây giờ dạ, nhưng 7 đứa vậy nó hơi cực một chút rồi đó nó, nhưng chi phí nó khó khăn rồi. Cũng nhờ bơ hởm có bên kia cũng kêu xuống cho mấy đứa nhỏ đang đi học miễn phí đó. Rồi tính đăng ký rồi hỏi mấy đứa này không chịu đi học. Anh cho tụi nhỏ đi học thì nó sẽ... Bà chị mình năn nỉ nó, kêu nó đi học đi mà người đi học trường này nè. Rồi người ta đi học miễn phí đó. Rồi sách vở đồ trường bọng gì người ta lo hết đó. Mà nó không chịu, mấy này không chịu đi học. Mà năn nỉ cỡ nào năn nỉ nó không chịu đi học. Vì sao vậy ta? Không biết cách thức làm sao nó, mình năn nỉ hết lời luôn mà nó gặp ta nó mắc cỡ. Như vậy? Em đi mua đồ nè, kêu lên lấy nè, nó còn mắc cỡ nè. Cỡ đó. Nó ở với bè với con quen. Nó không có được lên bờ thường xuyên rồi nó ngại tiếp xúc á, người lạ. Chắc anh xuống anh phụ lấy đồ ăn hay chị đưa bé cho anh nè. Anh giữ rồi chị xuống nấu rồi phụ cho mấy đứa nhỏ đi. Dạ mà. Bà gai rồi, tới giờ nó bà gai rồi. Đưa cho cha cho ông sữa đây. Đây là cái gian bếp nè. Đang nấu nước sôi để cho mấy đứa nhỏ, 7 đứa với hai vợ chồng nữa cùng ăn. 7 tô mì sao con đủ mà con ấy? Cũng mới sao chứ có ấm này không chú. Vậy là con nấu 2-3 đợt. Không phải. Son chén đủ không? Đủ. Lấy tô ra, xé mì ra cho dễ ăn. Đây nha mọi người, phía dưới là nước nè. Đây là con kênh nhỏ nằm ngay tại biên giới. Vậy là mỗi đứa ăn hay ăn là ăn tô hết chứ không ăn chén. Nó ăn tô vậy đó, nước mà mới cơm chính là một nước một tô. Con lấy tô của con đi con gái. Nghe tôi nói tới là mắc cỡ bỏ chạy. Hết ga bữa nào có khi nào hết ga không con? Cũng có. Rồi nhà mình ăn uống sao? Hết ga. Chứ đi bơm bên xài bình ga nhỏ hả? Bếp ga bự thì nó hư anh. Nóng ga nhỏ gì không đó. Đi bơm mà chạy ra bà chợ còn ngự mình bơm. Bà gai nữa. Nó 7 giờ xuống 7 giờ đúng không trời?
Em về dắt đúng lắm. Ờ vậy đặt mợ nè. Còn bên mẹ bây giờ đúng thiệt. Em mà đó giờ em hẹn ai là không bao giờ sai giờ. Giờ mới ngủ dậy nè. Chú à, nó chơi mắc cỡ. Mắc cỡ chú là lần sau chú đâu có ghé nữa đâu. Mắc cỡ. Thằng Chi á, hôm qua nó nói anh xuống nó mừng. Này tận đi tao chẹo giò đá khóc. Nó nghe anh điện đó. Tận nó mừng rồi nó chẹo giò nó mắc cỡ gì đó. Nó có điện hôm qua đó. Vậy là tối này ngủ nhà bạn của anh. Nhà này đi tới đây bay hẹn 7 giờ đúng không trời? Trăm triệu lên thở dài ra kìa. Trăm triệu mà chịu không? Tự đi. Hồi mà người ta đề nghị là 100 triệu để đổi lấy đứa bé này á, anh có đáng đo một chút nào không anh không, Xuyên? Không. Không có suy nghĩ tới đó. Mình không có nghĩ. Tại vì đưa vợ mình đi sanh này, đứa bé này cũng chính tay mình nắm ra nữa mà, giá gì em cho. Nhưng mà trước khi có thai á thì mình cũng phải tính toán cái việc đảm bảo kinh tế tài chính. Nhưng em được biết là trước ngày mà vợ anh đi đẻ thì chỉ có được, còn hai vợ chồng chỉ có mấy chục ngàn trước ngày vợ đi đẻ thôi. Thì lúc đó mình phải lo chứ. Lo lúc đó là em đang đi mượn tiền người ta, đi lọc dừa chứ ghe mối chứ á. Rồi mượn rồi chiến mình trả mớ cho người ta. Nhưng mà mượn thì mình phải mượn sẵn chứ, tới ngày gần đẻ rồi em. Không, lúc đó là mình hỏi trước rồi, mình hỏi gần tới ngày sanh đó. Tặng mình tiền mượn. Bạc rồi anh ơi, tại vì lúc đó tiền anh cho em đó, dành dụm đó. Có đồng bạc nào mà không có được tiền đồng bạc nào đâu. Mình có anh vậy thì nói thiệt, nó thiệt đi, đừng nói tào lao. Chứ mà mượn thì cũng phải đi lo mà mần đi trả nợ. Dạ. Mình phải có cái khoản dư thừa chứ. Lanh lợi ghê không? Nhưng mà rất là dễ chịu nha. Nó bay gai, bay gai chú luôn anh. Dạ. Con mày cho mày ăn gà. Gì? Mày kè lấy mày vô ăn gà con. Đi đó con. Đi mua đồ ha. Đây. Đồ. Sữa là gì ta bé, uống sữa gì? Sữa lon đó anh. Sữa lon này hả? Anh pha. Phủ này. Thằng em của em nó bấm nó mới cho tiền mua đó. Không có sữa mẹ hay sao vậy? Em đâu có ăn gì đâu, có sữa nó bú, không có sữa nó làng, có sữa đâu. Anh không có ở đây, em tâm sự chị xíu. Dạ. Chồng em tại vì cũng khờ, cũng nói gì đâu không anh ơi, thành thiệt em nói thiệt. Tiền lúc đó khổ là nhờ anh cho em dành dụm tiền để đẻ chứ. Mượn ai đâu, bánh ghe thấy có mượn ai được đâu, nói chi mình thiệt, nói thiệt, nói chi vậy. Rồi tiền anh cho em đó, bắt từ ở ngoài, không ngự mấy em bắt từ con ốc bán ở ngoài, tao mua ký 10 ngàn, có hầu vô dẫn đi bắt ốc. Bán lúc đó được 90%, 10 ký, 10 ký lô, 100 ngàn, đắm đuối mất rồi, lặn chấm vợ mất luôn. Em khổ trên bề, người ta có bầu, người ta sung sướng, em có bầu bắt ốc từ con ốc vậy, đâu cảnh khổ đâu. Rồi mặn được tiền đâu anh ơi, đó tới ngày sanh em, tới ngày dọn ghe ra đây luôn, tới ngày sanh luôn, có được đồng bạc rồi đâu. Tình thiệt nói thiệt với anh đi chứ, mượn tiền có mượn ai được đâu mượn. Có lúc mà dịch bệnh đó là lúc mà em bệnh đó, không có tiền trong biển á, kêu bà chị bà hỏi giùm. Hỏi giùm trong biển rồi tối em điện cho bà chị hay là nói em anh không gọi cho tiền. Kêu gì á, rồi trả giùm đỡ 26 triệu đi, còn 2 triệu đó để từ từ trả. Em mừng sáng đi em ngủ không được luôn. Chứ đóng lờ tao ăn triệu bạn tháng có ba cho ba có 30 ngàn. Người ta đòi tới Tết này, người ta đòi mày vốn lẫn lờ nữa luôn. Chứ em đâu có ngủ được đâu. Vốn lờ tao nói đây Tết là tao do không có cho lãi nữa, tao dậy giờ đòi vốn lẫn lờ nữa luôn. Vậy thì hôm nay em đến em chia sẻ cái gia đình mình cái món quà nhỏ, thì hy vọng rằng là
trả được bớt phần nợ. Dạ, anh cũng cố gắng đi làm. Dạ. Chị cũng giữ sức khỏe để chăm sóc mấy đứa nhỏ tốt hơn nha. Dạ. Bây giờ tất cả kinh tế đều phụ thuộc vào cái anh Xuyên hết. Nhưng mà bây giờ làm mướn ở đây thì đâu có dễ. Dạ. Ở trên thành phố người ta thất nghiệp, người ta về quê đông lắm rồi. Dạ. Giờ mặn giờ thằng em của con của bà dì nó giờ mặn công ty giờ người ta đóng mướn nữa đâu. Giờ về mặn hồ. Đấy, bây giờ mất việc làm. Dạ. Giờ trên công ty giờ mặn thôi, mướn giờ cũng người ta đóng mướn nữa, giờ về mặn hồ đó. Rồi mấy đứa lấy đồ ăn đi nha. Dạ.